Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện cổ chân nhân. Tập 88. Chương 871. Đường nhân sinh. Không ổn rồi, màn gió đại đồng không còn đủ trăm bước. Cự Dương tiên tổ, chúng ta nên làm gì đây? Có người kinh hoàng nói. Cổ Trí Tuệ dùng vầng sáng trí tuệ để tự vệ. Đám cổ sư đều đứng gần mép vầng sáng, chỉ có Phương Nguyên là đứng bên trong. Màn gió đại đồng đã dần đến gần, thu hẹp không gian của mọi người. Chỉ trong khoảnh khắc, màn gió đã thúc đẩy đến phía trên vầng sáng. Màn gió đại đồng không ngừng đến gần. Đó chính là nguyên nhân ý chí Cự Dương tiên tôn chiêu hàng Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên chủ động đầu hàng, đưa ra chân nguyên Cự Dương, tất cả đều có thể xử lý tốt. Nhưng Phương Nguyên vẫn cố chấp, không chịu đầu hàng. Ý chí Cự Dương tiên tôn không thể liều chết ra tay. Hắc Lâu Lan, đây là tiên cổ lực đạo của ngươi, giải phóng phong ấn ám đạo. Hãy thể hiện chiến lực chân chính của thập tuyệt thể đi. Đại lực chân vũ thể của ngươi sẽ khôi phục lại được vị trí đệ nhất thiên hạ, áp đảo chín cái còn lại. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi tự bạo, ta cũng có cách để cứu ngươi. Ý chí Cự Dương tiên tôn nói, sau đó ném cho Hắc Lâu Lan một con tiên cổ lực đạo. Nhận được tiên cổ mà mình ngày đêm mong chờ, giọng nói của Hắc Lâu Lan khó nén sự kích động, cảm ơn tiên tổ đại nhân. Đồng thời, ý chí Cự Dương tiên tôn còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt cho đám cổ sư, phân phát từng loại cổ trùng. Ý chí Cự Dương tiên tôn cổ vũ tinh thần, tên tiểu tặc này làm nhiều việc ác. Nếu diệt trừ hắn, các ngươi sẽ là đại anh hùng danh truyền Bắc Nguyên. Các ngươi tạo phúc thương sinh, đến chỗ nào cũng sẽ được người ta tôn kính. Chúng ta đều biết, nếu bị ánh sáng trí tuệ chiếu chúng sẽ giảm bớt tuổi thọ. Nhưng trong tình huống này, nếu cứ tiếp tục trì hoãn, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị màn gió đại đồng giết chết. So sánh với cái chết, tổn thất chút tuổi thọ có đáng là gì đâu. Hơn nữa, các ngươi chỉ cần kéo hắn ra để cho ta ra tay, ta sẽ giết chết hắn. Mọi người nhìn nhau, ý chí Cự Dương tiên tôn có uy vọng không gì sánh nổi. Nó là tiên tổ còn sót lại, uy bức lợi dụ, tình thế bắt buộc. Mọi người đành lấy hết dũng khí, mắt lom lom nhìn Phương Nguyên. Thật kỳ lạ, tại sao hắn còn chưa chết? Bị vầng sáng chiếu thời gian dài như vậy, chắc chắn đã sớm hết tuổi thọ rồi chứ. Bỗng nhiên có người kinh nghi. Nếu Phương Nguyên chết già, cũng không cần bọn họ chém giết. Đó là vì hắn đã chết, hoàn toàn biến thành quái vật cương thi, là người chết sống lại. Người chết thì làm gì có tuổi thọ. Bởi thế, cho dù thời gian có chiếu lâu hơn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không chết già. Hắc Lâu Lan lên tiếng giải thích, phá vỡ suy nghĩ hão huyền của mọi người. Thì ra là như thế. Mọi người kinh ngạc, rốt cuộc hiểu ra không chiến là không được. Không khí giống như động lại, sát ý cổ sư bừng bừng phấn chấn. Không hề nghi ngờ, bọn họ đã quyết chiến. Bọn họ có lòng tin giết chết được Phương Nguyên. Dù sao bọn họ còn có đại lực chân vũ thể, còn có ý chí Cự Dương, nhưng bọn họ cũng cảm thấy khẩn trương. Chiến lực kinh khủng của Phương Nguyên đã xâm nhập sâu vào lòng người. Giết chết ma đầu này là nhất định rồi, nhưng trong giao chiến tất có thương vong. Trường sinh thiên tại thượng, tuyệt đối đừng nên là ta. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bầu không khí càng thêm ngưng trọng, chiến sự vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này, đột biến đã xảy ra. Cổ Trí Tuệ bỗng nhiên thu hồi vầng sáng trí tuệ, bay thẳng vào đám cổ trùng đang bay múa trên bầu trời. Trước đó, nó đã toàn lực chút ra khí tức cửu truyền, bây giờ thu liễm lại, ẩn mình trong đàn cổ trùng, rất nhanh biến mất không thấy. Mọi người đều sững sờ. Ý chí Cự Dương tiên tôn kịp phản ứng đầu tiên, cười ha hả, hay lắm. Cổ Trí Tuệ chỉ có ý chí hoang dã, rốt cuộc cũng chỉ là loại vừa mới sinh ra, vẫn còn rất ngây thơ. Trước đó, nó phát ra ánh sáng chính là phòng ngừa sinh mệnh khác tiếp cận mình. Bây giờ phát hiện đại chiến sắp đến, để tránh bản thân bị tai họa, nó đã chạy trốn đầu tiên. Mọi người nghe xong, không khỏi vui mừng. Không còn tình huống nào có thể tốt hơn được nữa. Không có vầng sáng trí tuệ ảnh hưởng,
ý chí Cự Dương Tiên Tôn có thể trực tiếp tham chiến. Ma đầu, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cổ trí tuệ thì có thể chạy thoát. Ngày chết của ngươi đã đến, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ma đầu, tội ác của ngươi tày trời, rốt cuộc cũng gánh phải kết cục như ngày hôm nay. Ngươi nhất định phải chết. Mọi người hò hét, sĩ khí tăng vọt. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn lại càng ngo ngoe muốn động. Ha ha ha, ha ha. Phương Nguyên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười của hắn khuấy động phong vân, lấn áp hết thảy âm thanh. Hắn mặt xanh nanh vàng, hai mắt lấp lóe hung quang. Mặc dù năng lực khôi phục của hắn rất cường đại, nhưng thương thế trước đó quá nặng, toàn thân bị tàn phá không chịu nổi. Hắn chỉ còn lại một tay, thân hình còng xuống, khí thế đột nhiên bộc phát khiến mọi người không khỏi lùi bước. Ma đầu đáng chết, trước khi chết còn phách lối cái gì? Cười cái rắm. Hắc Lâu Lan phóng một bước dài về phía trước. Thể trạng của gã như gấu, hai mắt trừng trừng, ma đầu, ác giả ác báo. Bây giờ ngươi chỉ còn một con đường chết. Phương Nguyên, ta đã cho ngươi cơ hội đầu hàng duy nhất, nhưng ngươi không biết nắm bắt. Bây giờ ngươi là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn quát lớn. Ý chí Mặc Dao cũng nói, nhóc con, ngươi đừng cổ lộng huyền hư. Khí thế hư vô không ngăn cản được bọn họ đâu. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết mật tàng truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn sao? Nếu đại chiến, vạn nhất ngươi bị ý chí Cự Dương Tiên Tôn làm choáng váng đầu óc, ta không cứu được ngươi. Ngươi bỏ cuộc đi, đây là tuyệt cảnh, không còn đường ra đâu. Hãy mau sử dụng Xuân Thu Thiền đi. Tiếng cười Phương Nguyên ngưng lại, giọng nói khàn khàn. Ngươi có nghe câu trời không tuyệt đường người hay không? Chỉ cần ta muốn đi, đường ngay ở dưới chân ta. Mọi người sững sờ. Lời này nghe hơi quen tai. Nghĩ lại một chút, thì ra là trong một điển cố, là trong phần 3 chương 3. Cốc Lạc Phách là một mê cung rộng lớn phức tạp. Nhân tổ vì tìm kiếm Bắc Minh Băng Phách Thể, bản thân lạc mất phương hướng trong mê cung. Ông chạy liên tục mấy ngày mấy đêm cũng không tìm được lối ra. Ông cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, tê liệt ngã xuống mặt đất, lưng dựa vào vách tường mê cung. Sự cô độc nhanh chóng bao trùm lấy ông. Đây cũng là vì ông đã quá hy vọng lúc ban đầu. Bây giờ chỉ còn lại sự cô độc. Tư vị cô độc rất khó mà chịu đựng được. Nhân tổ sợ hãi sự cô độc, cũng chính vì vậy mà đã không tiếc móc cặp mắt của mình xuống, hóa thành một trai một gái làm bạn với mình. Nhưng bây giờ, ông chỉ có thể chịu đựng sự cô độc tra tấn. Bên trong cô độc, nhân tổ chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo, mê mang và thống khổ. Thời gian dường như cũng đứng im. Thế gian chỉ còn lại một mình ông lẻ loi, trơ trọi, bên cạnh không có ai để dựa vào, không có ánh lửa để sưởi ấm. Nhân tổ một lần nữa cảm thấy ngạt thở. Nhưng theo thời gian, ông bắt đầu cảm thấy quen với sự cô độc, thậm chí lại còn thưởng thức nó. Ông cho rằng thật ra cô độc cũng không có gì đáng sợ. Bên trong sự cô độc, ông cảm thấy bình an và tĩnh mịch. Ông nói một mình, ngươi đấy, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao ngươi lại giãy giụa, lại vội vàng như thế? Sau đó, ông nghe được một âm thanh truyền ra từ bên trong cơ thể của mình. Con người ơi, ngươi là vạn vật chi linh. Ngươi cô độc bởi vì ngươi khát vọng được trấn an, được thấu hiểu, được chứng minh. Điều bây giờ ngươi cần làm nhất chính là tìm đường ra ngoài, rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 872, đáp án ngay tại bản thân một. Nhân tổ giật mình, ai? Ai đang nói chuyện với ta vậy? Âm thanh kia cười nói, ta là một con cổ, gọi là tự kỷ. Ngươi hãy nhìn kỹ nội tâm của ngươi, ngươi sẽ phát hiện ra ta. Nhân tổ vội vàng nhìn kỹ sự cô độc của mình. Quả nhiên từ chỗ sâu nhất trong lòng, ông nhìn thấy một con cổ. Cổ trùng này sinh động như thật, giống ông như đúc, chỉ là bị thu nhỏ ngàn vạn lần, chỉ bằng kích cỡ một con kiến. Nhân tổ cảm thấy kỳ quái, à, tại sao con cổ trùng ngươi lại chạy được vào cơ thể của ta vậy? Cổ tự kỷ nói, từ khi ngươi có sinh mệnh,
ta đã ở ngay bên trong cơ thể của ngươi, chỉ là ngươi vẫn không phát hiện ra mà thôi. Muốn phát hiện ra ta cũng chẳng dễ dàng gì, phải cần nhìn kỹ bên trong nội tâm. Là như vậy à? Nhân tổ không hứng thú lắm, Lơ Đễnh nói. Trong lòng của ông vẫn còn canh cách Bắc Minh Băng Phách. Cổ Tự Kỷ thấy Nhân Tổ mất hết cả hứng, cười nói, Nhân Tổ ơi, ngươi hẳn nên cao hứng mới đúng chứ. Ngươi nên biết rằng, nhận biết mình là chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống. Bản thân mình mới là nơi đáng dựa nhất trên thế gian này. Để ta giúp ngươi rời khỏi nơi này, ngươi có thể giúp ta rời khỏi nơi này. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi có thể dẫn ta rời khỏi Cốc Lạc Phách đến sông Nghịch Lưu sao? Nhân Tổ vừa mừng vừa sợ. Cổ Tự Kỷ cười ha hả, Nhân Tổ ơi, tại sao ngươi lại phải đi đường vòng như vậy? Đường vào và ra của Sinh Tử Môn đều là vết tích do cổ số mệnh bái phòng cổ công bằng để lại mà thôi. Khi ngươi đi bên trên, ngươi sẽ tiếp nhận số mệnh an bài. Ngươi muốn trùng sinh, muốn rời khỏi nơi này, ngươi phải đi một con đường hoàn toàn mới. Nhân Tổ nghi hoặc hỏi, không phải nói chỉ có con đường này thôi sao? Cổ Trí Tuệ đã nói cho ta biết, làm sao có được con đường thứ hai chứ? Cổ Tự Kỷ nói, Nhân Tổ ơi, chỉ cần ngươi muốn đi, đường nằm ngay dưới chân ngươi. Nhân Tổ lại càng nghi hoặc hơn, vậy ta phải đi như thế nào? Cổ Tự Kỷ đáp, không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi hãy nghĩ đi. Nghĩ. Nhân Tổ bắt đầu suy nghĩ. Ông suy nghĩ mất cả nửa ngày, nghĩ đến đầu váng mắt hoa. Cuối cùng tìm được một con cổ trong đầu ông. Nhân Tổ biết con cổ trùng này. Nó là bạn tốt của con người, là cổ tư tưởng. Nơi nào có tư tưởng, nơi đó có ta. Cổ tư tưởng nói, con người ơi, ngươi lại lâm vào khốn cảnh rồi, để ta giúp cho ngươi. Nói xong, cổ tư tưởng phát ra ánh sáng, điểm hóa Nhân Tổ. Cổ tư tưởng có một năng lực, chính là điểm hóa vạn vật. Được cổ tư tưởng điểm hóa, sinh mệnh sẽ được chắp thêm cánh. Lúc trước, Thái Nhật Dương Mãng đã nhận được đôi cánh của bản thân mà bay lên bầu trời. Sau khi ánh sáng tiêu tán, Nhân Tổ cũng nhận được một đôi cánh. Đôi cánh này mọc ở mắt cá chân của ông, rất tinh xảo. Cổ tư tưởng chỉ điểm, đôi cánh này được gọi là độc lập. Nhân Tổ, nó sẽ trợ giúp ngươi mở ra một con đường mới. Ngươi phải cẩn thận, con đường mới sẽ rất khó đi. Cổ trùng khác không có, chỉ có thể dựa vào cổ trùng của ngươi. Nói xong, cổ tư tưởng liền biến mất. Nhân Tổ vẫn còn cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc ta phải đi như thế nào? Đi về phía trước, mở con đường nhân sinh của ngươi. Đây là con đường chỉ thuộc về mình ngươi, và ngươi cũng chỉ có thể đi một mình. Cổ Tự Kỷ nói. Nhân Tổ bước một bước về phía trước. Oành! Sau một khắc, tầm mắt của ông thay đổi. Mọi người nghe xong lời của Phương Nguyên, chợt phản ứng, giận tím mặt. Tên ma đầu này bị điên rồi. Giết, chúng ta cùng nhau hợp lực giết chết hắn. Ha ha ha, ngươi thì tính là gì mà cho rằng mình giống Nhân Tổ. Vậy ngươi đi thử xem, ta muốn xem ngươi đi được con đường nào. Mọi người rốt cuộc mất kiên nhẫn, cùng nhau giống to, cùng nhau đánh tới Phương Nguyên. Phụt, lúc này vẻ mặt Hắc Lâu Lan bỗng nhiên hiện lên sự đau đớn, há mồm phun ra một ngụm máu. Đến tốt lắm. Phương Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, âm khí âm u. Hắn chỉ còn lại một cánh tay duy nhất, huy quyền, trực đảo. Oanh! Một tiếng nổ vang, quyền khí phun ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một hư ảnh lực đạo trên không trung. Gương mặt hư ảnh lực đạo cực kỳ giống Phương Nguyên. Nó ngăn lại công kích của đám cổ sư. Chiếc bóng cô đơn lộ ra vẻ nhỏ bé. Đây không phải là sát chiêu của Hắc Lâu Lan sao? Trong đầu, ý chí Mặc Dao sững sờ. À, ta nhớ ra rồi. Ngươi đã đoạt cổ trùng mấu chốt của gã. Nhưng ngươi làm thế nào phục chế sát chiêu của gã thế? Trong lúc Mặc Dao đang hỏi, đám cổ sư cùng nhau tiến lên. Hư ảnh lực đạo của Phương Nguyên chỉ chống đỡ được ba hiệp đã bị xé thành mảnh nhỏ. Quyền khí còn lại chuẩn bị ngưng tụ, lập tức bị một ngọn lửa của gia luật tang tiêu diệt. Tên ma đầu này chỉ là một con hổ giấy, căn bản không cần sợ hãi. Hừ, hắn cho rằng mình có thể dựa vào thủ đoạn này, nhưng chẳng qua cũng chỉ là lấy trộm của Hắc Lâu Lan mà thôi.
Hư ảnh lực đạo này chỉ có vẻ ngoài, nhiều nhất chỉ bằng một nửa uy lực của Hắc Lâu Lan đại nhân. Có gì phải sợ chứ? Tinh thần mọi người tăng lên, dùng tốc độ nhanh hơn phóng đến phương nguyên. Chỉ có Hắc Lâu Lan là kinh ngạc, tốc độ giảm xuống. Chẳng lẽ hắn dùng cổ bản mệnh của ta để phát ra hư ảnh lực đạo? Làm sao có thể? Hư ảnh lực đạo lại có dùng bộ dạng với hắn? Mặc dù gã bị đoạt cổ bản mệnh, nhưng thương thế vẫn nhanh chóng hồi phục như cũ. Lực khôi phục của đại lực chân vũ thể còn mạnh hơn Thiên Thi Vương 6 tay mấy chục lần, áp đảo 9 thể còn lại. Phương Nguyên cưỡng ép luyện hóa cổ bản mệnh Hắc Lâu Lan, hắn thành tiên cũng chẳng kỳ quái. Có tiên nguyên trợ giúp, ngay cả phàm cổ cũng có ưu thế rất lớn. Nhưng Phương Nguyên đánh ra hư ảnh lực đạo, diện mạo lại giống hắn như đúc. Điều này khiến Hắc Lâu Lan vô cùng kinh ngạc. Cho dù ngươi chiếm được cổ trùng của Hắc Lâu Lan, đánh ra được sát chiêu của gã, nhưng cũng chỉ tương tự. Mặc dù cũng có năng lực ngưng tụ quyền khí lần nữa, nhưng so với sát chiêu vốn có của Hắc Lâu Lan, chênh lệch rất xa. Ý chí Mặc Dao không khách sáo mà bình luận. Lúc này, mọi người đã giết đến trước mặt Phương Nguyên. Bên ngoài, ý chí Cự Dương Tiên Tôn đã hóa thành hình cầu, chậm rãi di chuyển, chờ Phương Nguyên lộ ra sơ hở trong cuộc hỗn chiến, từ đó tiến hành một kích chí mạng. Mặc Dao, ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho ta. Phương Nguyên lên tiếng, nụ cười càng đậm hơn. Hắn huy quyền, chỉ dùng cánh tay duy nhất còn lại, quyền khí dâng trào, hóa thành hư ảnh lực đạo. Hư ảnh không dừng lại, lập tức vọt về phía đám cổ sư. Phương Nguyên lại huy quyền, lại là một hư ảnh lực đạo, chỉ là lần này không giống nhau lắm. Mặc dù hư ảnh rất giống Phương Nguyên, nhưng lại có hai cánh tay, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Hô hấp Phương Nguyên như sấm, huy quyền như gió, quyền ảnh xen lẫn thành màu. Rầm rầm rầm, từng quyền đánh vào trong không khí, phát ra tiếng nổ vang không dứt. Quyền khí hạo đãng tuôn ra như suối, hình thành một cơn gió lốc. Phong vân khuấy động như hồ long gào thét. Trong nháy mắt, trên trăm hư ảnh lực đạo sinh ra, ba tầng trong ba tầng ngoài, bảo vệ Phương Nguyên ở chính giữa. Đám cổ sư vừa mới rảo sát được hai hư ảnh lực đạo, chuẩn bị giao chiến với Phương Nguyên, không khỏi ngẩng đầu lên. Ai nấy đều kinh hãi. Tại sao lại có nhiều hư ảnh lực đạo như vậy? Trong mắt của mọi người thiếu chút nữa lòi cả ra ngoài. Mẹ kiếp, còn xuất hiện nhiều hơn sao? Có người văng tục, lớn tiếng chửi mắng. Phương Nguyên không ngừng huy quyền, quyền khí giống như vô tận, hình thành hư ảnh lực đạo. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 873, đáp án ngay tại bản thân hai. Đám cổ sư không tin nổi, số lượng này vượt quá cực hạn của Hắc Lâu Lan, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng vọt. Trong nháy mắt đã có gần ngàn hư ảnh lực đạo. Vừa nãy Phương Nguyên vẫn còn lẻ loi một mình, bây giờ là cả một quân đoàn đứng bên cạnh. Đây không phải là giả chứ? Có người thậm chí hoài nghi hết thảy, cho rằng Phương Nguyên dùng cổ trùng chế tạo huyễn cảnh. Nhưng tiếp theo, thế công thật sự của hư ảnh lực đạo đã khiến cho người ta hiểu được rằng hư ảnh lực đạo này là chân thật. Giết, để các ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Hư ảnh lực đạo biết nói tiếng người, linh tính phi phàm. Bọn chúng tấn công cùng một chỗ, tạo thành một dòng người. Đám cổ sư vốn đang người đông thế mạnh, lúc này lại bị hư ảnh lực đạo che mất. Bọn họ giống như đang trôi giữa dòng sông chảy xiết, bị bọt nước từ bốn phương tám hướng nện xuống. Phòng thủ, ổn định trận cước, bọn chúng chẳng qua chỉ là hư ảnh lực đạo mà thôi. Đáng chết, đám hư ảnh lực đạo này có thể phối hợp lẫn nhau, còn biết áp dụng chiến thuật. Đám cổ sư liên tục giống lên. Bọn họ kết thành trận thế, chẳng khác nào đá ngầm bên bờ biển. Nhưng sau khi giao thủ, bọn họ phát hiện sự lợi hại của hư ảnh lực đạo đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Đám hư ảnh lực đạo phối hợp lẫn nhau, bất kể hy sinh, mặc dù thủ đoạn công kích đơn nhất, nhưng lại mang đến áp lực cực kỳ to lớn cho các cổ sư. Trận tuyến của đám cổ sư rất nhanh xuất hiện hiện tượng chống đỡ không nổi. Đây,
đây là sát chiêu gì vậy? Hư ảnh lực đạo của ta không thể phối hợp được như thế. Đây quả thật là một quân đội tử chiến không lùi. Hắc Lâu Lan cảm thấy bất an. Phương Nguyên vừa lui lại vừa huy quyền. Số lượng hư ảnh lực đạo không ngừng tăng vọt. Sát chiêu này của ngươi, sát chiêu này của ngươi. Ý chí Mặc Dao lắp bắp, hoàn toàn chấn kinh. Nàng phân tích, phàm cổ tuyệt không thể có uy năng như thế. Ngươi nhất định đã vận dụng tiên cổ. Chẳng lẽ ngươi còn ẩn giấu át chủ bài mà ta không phát giác được? Không, không thể nào. Ngươi nhất định đã luyện hóa tiên cổ. Tại sao ngươi lại có thể luyện hóa tiên cổ nhanh như thế? Phương Nguyên cười ha hả. Ngươi cho rằng ta trăm phương nghìn kế đến gần cổ trí tuệ là vì cái gì? Đương nhiên là muốn dùng khí tức cửu truyền của nó để giúp ta luyện hóa tiên cổ rồi. Nếu là tiên cổ người khác thì không dễ lừa. Vì thế ta mới không luyện được cổ nhân như cố hoặc giang sơn như cũ. Nhưng ý chí hoang dại còn mới lại khó mà phân biệt được luồng khí tức này có phải của ta hay không. Cổ trùng cao hơn hai chuyển sẽ tồn tại uy áp. Lúc còn ở núi Thanh Mao, Phương Nguyên đã từng dùng khí tức của Xuân Thu Thiền phụ trợ luyện cổ. Nói như vậy, ngươi đã tính kế, cố tình biến thành Thiên Thi Vương sáu tay. Ý chí Mặc Dao phát hiện điều này, trong lòng cảm giác không ổn. Ánh sáng trí tuệ có thể làm hao tổn thọ nguyên, nhưng sau khi biến thành cương thi, chẳng khác nào người chết. Tất nhiên có thể nhận được ánh sáng trí tuệ chiếu xuống nhiều hơn. Mặc Dao tiếp tục quan sát. Nàng phát hiện sát chiêu này của Phương Nguyên tuần hoàn theo một số đặc điểm của lực đạo. Hư ảnh lực đạo của hắn bình thường sẽ có hư ảnh hai tay, nhưng có đôi khi sẽ đánh ra hư ảnh bốn tay. Ngẫu nhiên cũng có thể hình thành hư ảnh sáu tay. Cánh tay càng nhiều, hư ảnh lực đạo lại càng mạnh. Hư ảnh hai tay chỉ là chiến lực bình thường, ngang ngửa với Bách Thú Vương. Hư ảnh bốn tay có thể so sánh với Thiên Thú Vương. Hư ảnh sáu tay chính là Vạn Thú Vương. Đây quả thật là tái hiện đàn thú. Ý chí Mặc Dao ý thức được điểm này. Cơ thể mềm mại đột nhiên run lên. Không tin được, ngươi, tiểu tử ngươi, thế mà ngươi lại có thể làm được. Ngươi đã giải được nan đề thiên cổ, hợp lưu nô lực, nô đạo khống chế vạn thú, tập chúng nghiền ép, lực đạo, cường tráng bản thân, đơn thương độc mã. Tinh túy dường như một trời một vực giữa hai phái. Lúc này đã đạt được sự hài hòa thống nhất bên trong sát chiêu của Phương Nguyên. Từ rất lâu, Phương Nguyên đã bắt đầu giải quyết vấn đề khó khăn này, nhưng vẫn không tiến triển, vẫn luôn bị ý chí Mặc Dao chế giễu. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Hắn chưa từng vì bị người ngoài chế giễu mà từ bỏ. Đột phá mấu chốt nhất vẫn là nằm trong quá trình thăng tiên. Hắn lợi dụng cơ hội cực kỳ quý báu này, nâng cao cảnh giới lực đạo của mình, một lòng tìm kiếm đáp án hợp lưu nô lực từ trong thiên địa. Đây là thiên địa mở rộng ý chí, truyền thụ cho hắn sự huyền bí vô thượng. Cuối cùng, hắn còn phải cảm ơn cổ trí tuệ. Phương Nguyên bị ánh sáng trí tuệ chiếu xuống cả thời gian dài, hao tổn tuổi thọ, biến thành người chết sống lại, trả một cái giá nặng nề như thế. Nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Rốt cuộc hắn đã có thể lợi dụng cổ trùng trong tay, tận lực phối hợp, sáng tạo ra sát chiêu như thế này. Không có nỗ lực, làm sao có được kết quả? Đương nhiên, hắn cũng phải cảm ơn Hắc Lâu Lan, cảm ơn cổ bản mệnh của gã. Đây là một trong những mấu chốt giúp Phương Nguyên cấu thành sát chiêu. Ngoài ra, còn có một số tiên cổ, cùng với rất nhiều cổ trùng tạo nên sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay. Bản mệnh cổ thứ hai của Phương Nguyên là cổ toàn lực ứng phó cũng đóng vai trò rất quan trọng. Đây là một trong những nguyên nhân Phương Nguyên cố tình biến thành Thiên Thi Vương sáu tay. Hắn cần cổ trùng của sát chiêu này để tạo thành một sát chiêu mới. Cho dù khí vận hình quan tài đen của hắn đang bành trướng, cường địch vây quanh, màn gió đại đồng ngăn cản hết thảy, nhưng trời sẽ không tuyệt đường người. Thế gian này không có tuyệt cảnh, chỉ có người tuyệt vọng với tình cảnh mà thôi. Giải quyết đáp án của vấn đề nằm ngay trong tay chúng ta. Khi chúng ta biết nhìn kỹ, chúng ta sẽ phát hiện kỳ tích đang nằm trên người chúng ta. Phát hiện mình, nhận biết mình, dựa vào chính mình. Hợp lưu nô lực là nan đề thiên cổ, làm khó biết bao anh hùng tài tuấn từ trước đến nay.
nghĩ không ra nó đã có được đáp án hoàn mỹ trong tay ngươi. Tiểu tử, ngươi thật sự đã mở ra một con đường mới. Thuận theo con đường này mà phát triển, ngươi thậm chí có thể chân chính, thống nhất nô lực hai đạo, hình thành một phái hoàn toàn mới. Phái này chắc chắn sẽ rất mạnh. Ý chí Mạc Dao bùi ngùi mãi không thôi. Là tông sư luyện đạo, nàng không tiếc lời tán thưởng đối với Phương Nguyên. Ha ha! Phương Nguyên đang định nói điều gì, ý chí Cự Dương Tiên Tôn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đây là đánh lén. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Nguyên dùng vai trái để tiếp nhận một kích của ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Bịch một tiếng, Phương Nguyên bị đánh ngã xuống đất, tạo thành một khe rãnh dài mấy chục bước trên mặt đất. Xem ra trong đầu của ta còn lưu lại không ít ý chí của ngươi. Vừa rồi ngươi lại ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta. Phương Nguyên tức giận, phát hiện được quỷ kế của Mạc Dao. Ý chí Mạc Dao bắt đầu vạch mặt, cao giọng thét lên. Tiểu tử, bảo ngươi ngoan ngoãn thôi động xuân thu thiền, ngươi lại không chịu đi vào khuôn khổ. Vận mệnh đưa ngươi đến trước mặt của ta, chính là mang đến cơ hội sống lại cho ta. Ta nhất định sẽ bắt lấy cơ hội tốt này. Hừ, đa phần ý chí của ngươi, còn có cổ trùng của ngươi đều bị ta giam giữ bên trong tiên khiếu. Tiên nguyên hồng tảo cũng bị ta khống chế, ngươi không được ý chí bổ sung. Ngươi ảnh hưởng suy nghĩ của ta, muốn làm cho suy nghĩ va chạm. Ta ngược lại muốn xem ý chí còn lại của ngươi cất giấu trong đầu ta rốt cuộc có thể trèo trống đến lúc nào. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 874, Kiêu Hùng 1. Phương Nguyên vừa đả kích ý chí Mạc Dao, vừa tiếp cận ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Đám hư ảnh lực đạo bên cạnh hắn rất nhanh bổ sung khe hở, một lần nữa bảo vệ hắn. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn cảm thấy khó giải quyết. Lúc trước có một mình Phương Nguyên thì còn được, bây giờ hắn lại có nhiều sự giúp đỡ như vậy. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn đang thay đổi nhanh chóng, bản thân lại sợ hao tổn. Sát chiêu nô lực hợp lưu của Phương Nguyên đã khắc chế nó. Cho dù tốc độ của ngươi có nhanh đến cỡ nào, ta cứ nghiêm phòng tử thủ. Số lượng hư ảnh lực đạo quá nhiều, tầng tầng bao quanh Phương Nguyên. Không chỉ bốn phương tám hướng, ngay cả bầu trời cũng trôi nổi hư ảnh lực đạo. Căn bản không có khe hở cho địch tấn công. Sát chiêu này lại có thể kết hợp tinh túy của hai phái nô lực. Hư ảnh lực đạo không chỉ ngưng tụ tàn khí mà còn có thể tự bạo giết địch. Tiểu tử này nhất định đã sớm chuẩn bị và có nội tình về phương diện này. Nếu không, chỉ dựa vào thời gian ánh sáng trí tuệ chiếu xuống, hắn tuyệt không sáng tạo ra được sát chiêu như thế. Đúng, hắn thăng tiên thành công, rất có khả năng trong quá trình thăng tiên đã được thiên địa chỉ điểm. Đáng chết! Ý chí Cự Dương Tiên Tôn suy nghĩ một chút, rồi vội vàng ngừng suy nghĩ. Nó không còn lại bao nhiêu, không thể suy nghĩ quá lâu. Nếu không, sẽ tạo thành hư tổn rất lớn. Có cơ hội rồi. Trong lúc đó, nó hóa thành một luồng kim hồng, linh hoạt xuyên qua một đám hư ảnh lực đạo, hung hăng bổ xuống Phương Nguyên. Phương Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Lão già, ngươi nóng vội cái gì chứ? Đây là sở hở mà hắn cố ý để lộ ra. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn rơi vào âm mưu của Phương Nguyên. Lập tức có ba đạo hư ảnh lực đạo thoáng hiện trước mặt nó. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn kịch liệt suy nghĩ, như rắn lách qua hai cái, nhưng không tránh được hư ảnh lực đạo cuối cùng, quyết định lao đến luôn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hư ảnh lực đạo bị đâm vỡ nát. Lão già, ngươi cho rằng ta là con mèo bệnh sao? Hừ, ta chờ đã lâu rồi. Phương Nguyên đã sớm ở sau lưng chờ quân địch. Hắn giơ cao nắm đấm, nhắm ngay ý chí Cự Dương Tiên Tôn, toàn lực nện xuống. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn không kịp chuẩn bị, ầm ầm vỡ vụn. Rốt cuộc Phương Nguyên đã thể hiện thực lực chân chính của hắn. Quyền của hắn đánh ra nhanh như gió. Vù một tiếng, ý chí Hoàng Kim Ngưng Tụ bị nện vỡ nát, chia thành rất nhiều bộ phận. Nhưng sau một khắc, ý chí ngưng tụ lại lần nữa, thể tích giảm gần 1/5. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn bị thua thiệt, đang định phản kích, Phương Nguyên đã lui lại, hư ảnh lực đạo tiếp tục bảo vệ hắn. Nhìn thấy cảnh này,
ý chí cự dương tiên tôn tức giận đến mức thiếu chút nữa băng tán. Nó không thể suy nghĩ quá nhiều. Nếu không, nó đã sớm nhìn ra đây là một cái bẫy, cũng không rơi vào tính toán của Phương Nguyên. Hắc Lâu Lan, ngươi còn do dự gì nữa? Ý chí cự dương tiên tôn giống to. Tại sao hắn lại có thể đánh ra được hư ảnh lực đạo giống mình như đúc? Trong lòng Hắc Lâu Lan đang do dự, nghe được tiếng giống của ý chí cự dương tiên tôn, rốt cuộc giật mình tỉnh lại. Sát chiêu Phương Nguyên sắc bén to lớn, ép mọi người rơi vào thế hạ phong. Không thể ngẩng đầu lên được, ngay cả ý chí cự dương tiên tôn xuất thủ cũng không có tiến triển. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong. Đại lực chân vũ thể của gã chính là chiến lực mấu chốt để thay đổi cục diện này. Nghĩ đến đây, Hắc Lâu Lan trừng mắt bay lên. Oanh! Một quyền bình thường lại đánh ra hiệu quả kinh khủng. Quyền khí lạnh thấu xương thiếu chút nữa đánh xuyên qua hư ảnh lực đạo. Bóng người tung bay, hư ảnh vỡ vụn. Đây chính là chiến lực của đại lực chân vũ thể. Lúc này, Hắc Lâu Lan thỏa thích phát huy, không giữ lại chút nào. Sức mạnh tiên cổ ám độ lưu lại trên người gã đã hình thành một màng đen nhàn nhạt. Hắc Lâu Lan xé mở tấm màng đen, hình tượng thay đổi. Khí tức thập tuyệt thể minh mông vọt thẳng lên trời, khí thế vô hình khuấy động không khí, hình thành một luồng khí lãng quét sạch bốn phía. Cái này, chuyện gì xảy ra thế? Hắc Lâu Lan biến thành nữ. Lời đồn đúng là thật. Tô Tiên Giả Bôn và Thái Thượng Gia Lão Hắc Gia đã sinh hạ một vị thiên kim tiểu thư. Khó trách lúc trước ý chí cự dương tiên tôn lại chọn Hắc Lâu Lan và Mã Hồng Vận làm chủ nhân của Khổng Tước Xương Ngọc. Thì ra nó đã biết trước giới tính thật sự của Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan làm như mắt điếc tai ngờ với tiếng kinh hô của mọi người. Nàng ta tiến sát Phương Nguyên, sát ý sôi trào, giá tính kiệt ngạo, giống như một con hổ cái đen xuống núi, dũng mãnh không sợ, chỉ muốn nuốt người mà thôi. Kể từ lúc này thay đổi cách xưng hô của nhân vật, Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Quyền khí bên cạnh hắn không ngừng dâng trào, ngưng tụ thành hư ảnh lực đạo, quân thế càng hùng hậu hơn. Hắn rất có lòng tin đối với sát chiêu của mình, cũng không sợ Hắc Lâu Lan. Thập tuyệt thể tự bảo hoàn toàn có thể đổ tiên, nhưng sát chiêu của ta cũng tương tự. Đám hư ảnh lực đạo hò hét, giống như sông dài cuồn cuộn, dũng mãnh lao đến Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan đã lộ ra diện mạo thật, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, giống như nữ võ thần. Mặc cho đại quân hư ảnh lực đạo xung kích cũng lù lù bất động. Cứu ta! Bên kia, đám người Gia Luật Tang kêu cứu. Thì ra Phương Nguyên nhất tâm tam dụng, vừa muốn đối phó Hắc Lâu Lan, vừa không quên thu thập các cổ sư khác, đồng thời còn phòng bị ý chí cự dương tiên tôn. Tạo nghệ đại sư Nô Đạo thi triển không để sót thứ gì. Đại quân hư ảnh lực đạo phối hợp ăn ý, liền thành một khối, bất kể hy sinh, khí thế điên cuồng. Đám người Gia Luật Tang đã sớm tràn ngập nguy hiểm, lúc này rốt cuộc nhịn không được, trận tuyến sau cùng bị công phá. Hắc Lâu Lan muốn quay lại cứu viện nhưng lại bị hư ảnh lực đạo ngăn cản. Đám hư ảnh lực đạo này lại có được trí tuệ con người. Tại sao hắn làm được như thế? Hắn nhất định đã sử dụng cổ bản mệnh của ta, nhưng lại có thể đánh ra hư ảnh lực đạo giống hắn như đúc. Trong lòng Hắc Lâu Lan kinh ngạc vạn phần. Nàng ta càng giao chiến với đại quân hư ảnh lực đạo lại càng phát hiện ra sự lợi hại của bọn chúng. Một hư ảnh lực đạo thì không đáng lo, ba hư ảnh lực đạo phối hợp lẫn nhau vẫn có thể ngăn cản, nhưng sáu hư ảnh lực đạo kết thành một chiến trận nhỏ thì có thể ngăn cản được Hắc Lâu Lan. Chín hư ảnh lực đạo lần lượt tấn công, thậm chí có thể tạo thành áp lực cho Hắc Lâu Lan. Số lượng hư ảnh lực đạo càng nhiều, sức chiến đấu lại càng mạnh. Càng may mắn hơn là bọn chúng phối hợp với nhau rất tuyệt. Ngay cả đàn thú cũng không làm được điều này. Nhưng đại quân Nô Đạo của Phương Nguyên được tạo thành từ hư ảnh của hắn, giống như đồng tâm liên thể với hắn. Hắc Lâu Lan không kịp cứu viện, đám người Gia Luật Tang đã bị hư ảnh lực đạo giết chết. Đối mặt với tiếng kêu cứu của hậu duệ huyết mạch, ý chí cự dương tiên tôn đã đưa ra lựa chọn khác với Hắc Lâu Lan. Nó hóa thân thành một số mũi tên, ý đồ thừa dịp rối loạn mà giết chết Phương Nguyên. Phương Nguyên điều một số hư ảnh lực đạo đến bên cạnh bảo vệ mình.
kịch chiến một trận với ý chí cự dương tiên tôn. Thời gian kịch chiến rất ngắn, nhưng lại căng thẳng lạ thường. Ý chí cự dương tiên tôn thấy không ổn, cũng không ham chiến. Nó không còn thừa lại bao nhiêu. Chiến đấu quá kịch liệt tất sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Hao tổn này nó không chịu nổi, mà Phương Nguyên cũng gặp phiền phức. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 875, Kiêu Hùng 2. Trong đầu của hắn, ý chí Mạc Giao thỉnh thoảng quấy rối, khiến cho hắn suy nghĩ lung tung. Nhiều lần điều động hư ảnh lực đạo phạm phải sai lầm, tạo nghệ đại sư nô đạo cũng không thể phát huy đầy đủ. Nhưng thời gian dần trôi, Phương Nguyên dần dần chiếm thế thượng phong. Đại quân hư ảnh lực đạo của hắn càng lúc càng nhiều. Không gian thu hẹp trên trời và dưới đất, tất cả đều tràn ngập hư ảnh lực đạo. Số lượng đã vượt qua ngàn vạn. Đồng thời, lực ảnh hưởng của ý chí Mạc Giao đối với hắn cũng càng lúc càng yếu. Ý chí cự dương tiên tôn nhiều lần đánh bất ngờ, nhưng không lần nào đắc thủ, thể tích còn lại không bằng một cái đầu người. Duy nhất Hắc Lâu Lan còn đang kịch chiến lại là quái vật có thể lực vô hạn. Chiến lực đại lực chân vũ thể khiến người ta phải líu lưỡi. Nếu không phải hư ảnh lực đạo ảnh hưởng tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể, có lẽ sẽ không làm gì được nàng ta. Con gái, con phải cẩn thận. Mẹ đã vì con mà nghiên cứu sát chiêu lực đạo này. Cho dù cường đại nhưng nó vẫn còn có chỗ hại. Con đánh ra hư ảnh lực đạo, thật ra chính là hình ảnh trong tiềm thức của con. Trước khi Tô Tiên chết, bà đã dùng âm thanh cực kỳ suy yếu dặn dò Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan ngồi ở đầu giường, nắm lấy tay của bà, khóc mãi không thành tiếng mà gật đầu. Trong lòng mỗi người đều có chính mình. Con gái, hư ảnh lực đạo của con chính là bản thân con. Bởi vậy có thể thấy được, con rất khát khao sức mạnh, khát khao muốn thoát khỏi thân phận con gái biến thành đàn ông. Con hãy tận lực ít dùng sát chiêu này, cẩn thận nó sẽ thay đổi con. Vô chi vô giác ảnh hưởng con, cuối cùng biến thành hư ảnh lực đạo hung tàn. Tổ tiên nói, dường như đã dùng hết khí lực của mình. Mẫu thân, con biết rồi, người yên tâm đi. Nước mắt to như hạt đậu trượt xuống người Hắc Lâu Lan. Khi nào có một ngày, con phát ra hư ảnh lực đạo hoàn toàn là bộ dạng của con, khi đó mẫu thân mới an tâm. Nhớ kỹ, phải tìm được chính mình. Còn nữa, cẩn thận phụ thân con. Tổ tiên nói xong, rốt cuộc hao hết khí lực sau cùng mà mất đi. Mẹ, tiếng kêu thương tâm của Hắc Lâu Lan quanh quẩn trong phòng. Hắc Lâu Lan, ngươi đang làm gì vậy? Lúc này mà ngươi còn thất thần ra đó. Ý chí cự dương tiên tôn gầm thét, phá vỡ hồi ức của Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, tâm trạng phức tạp. Tên khốn này đã tìm được chính mình. Rốt cuộc hắn làm được như thế nào? Đã đến thời khắc cuối cùng, màn gió đại đồng đã đến gần. Hắc Lâu Lan, tự bạo đi, ta sẽ cứu sống ngươi, dựa vào lời thề vinh quang của cự dương ta. Ý chí cự dương tiên tôn ra lệnh, ánh mắt Phương Nguyên ngưng tụ lại. Tuy hắn có đại quân hư ảnh bảo vệ, tin rằng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian, đủ để mở ra tinh môn. Nhưng lúc này hắn không muốn mạo hiểm. Hắn vội vàng châm ngòi, ha ha, Hắc Lâu Lan, ngươi là nhân kiệt cả đời. Cho dù ý chí cự dương tiên tôn có tiên cổ, tiên nguyên của nó cũng nằm trong tay ta. Lấy cái gì mà cứu ngươi? Chi bằng ngươi đầu hàng ta, ta tự có cách thoát khỏi màn gió đại đồng này. Phương Nguyên vốn chỉ tạm thời thử một lần, hy vọng thuyết phục được không lớn. Nhưng Hắc Lâu Lan nghe xong, động tác trở nên chậm chạp, chiến ý rõ ràng sa sút. Ý chí cự dương tiên tôn thấy thời cơ bất ổn, vội vàng quát, đừng nghe ma đầu kia hồ ngôn loạn ngữ. Lời hắn nói không thể tin được. Hắc Lâu Lan, đừng do dự. Đây chính là cơ hội lật bàn cuối cùng của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng tiên tổ ta sao? Đừng quên ta cho ngươi mượn tiên cổ lực đạo. Bên trong có ý chí của ta, chỉ cần suy nghĩ của ta khẽ động, tiên cổ sẽ tự hủy. Hắc Lâu Lan gào lên một tiếng, chiến ý một lần nữa dâng trào. Ma đầu,
miệng lưỡi của ngươi trơn tru nhỉ, xảo trá như hồ. Đáng hận, vừa nãy ngươi vừa dùng cổ gì với ta. Ta sẽ bắt ngươi trả một cái giá thảm trọng nhất để mạng lại cho ta. Hắc Lâu Lan bỗng nhiên bộc phát, giống như cuồng long vào biển, mở ra một con đường máu bên trong đại quân hư ảnh lực đạo. Phương Nguyên cười ha hà, đến tốt lắm. Ta cũng phải tự mình thể nghiệm sự lợi hại của đại lực chân vũ thể. Nói xong, hắn chủ động nghênh đón, đại chiến với Hắc Lâu Lan. Tuy Thiên Thi Vương sáu tay khá mạnh, nhưng không phải đối thủ của thập tuyệt thể. Đây là nhờ Phương Nguyên có được chân nguyên vô hạn, rất nhiều phàm cổ thúc dục mới được. Hắc Lâu Lan cảm nhận không ổn. Phương Nguyên cường hãn, cộng thêm hư ảnh lực đạo phối hợp ăn ý, khiến cho nàng ta cảm thấy áp lực trùng điệp, không ngừng bị thương. Nhưng năng lực khôi phục của đại lực chân vũ thể còn cường đại hơn Thiên Thi Vương sáu tay. Sự đau đớn ngược lại khiến cho Hắc Lâu Lan càng thêm dũng mãnh. Nhất thời, hai bên ngươi đến ta đi, thế lực ngang nhau. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn chờ đợi không bao lâu, rốt cuộc cũng tìm ra được một sơ hở của Phương Nguyên, tập kích như thiểm điện lao qua. Phương Nguyên lui lại một bước, thân hình thay đổi, huy quyền đánh trả. Hiển nhiên là rất hận ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn cắn răng, hung hăng đụng một cái với Phương Nguyên, khiến cho sơ hở càng lớn hơn. Nó quát to một tiếng, Hắc Lâu Lan. Chỉ cần bắt được sơ hở này, Hắc Lâu Lan nhất định có thể đả thương được Phương Nguyên, thậm chí là bắt sống. Lúc này, ý chí Cự Dương Tiên Tôn đã nhìn thấy được hy vọng. Đến rồi, Hắc Lâu Lan giết đến, thôi động cổ trùng, bộc phát một kích hung mãnh trước nay chưa từng có. Bên cạnh Phương Nguyên lập tức nhảy ra hơn 10 hư ảnh lực đạo phòng hộ. Ngươi, ý chí Cự Dương Tiên Tôn sợ hãi giống to. Một kích của Hắc Lâu Lan không đánh về phía Phương Nguyên mà là về nó. Ý chí Cự Dương Tiên Tôn vỡ vụn, lộ ra ba con tiên cổ. Hắc Lâu Lan há miệng nuốt ba con tiên cổ vào miệng. Ực một tiếng, nàng ta đã nuốt ba con tiên cổ vào bụng. Phương Nguyên cười to, chạy đến trợ giúp hơn 10 hư ảnh lực đạo. Trận hình biến đổi. Sau khi bao quanh ý chí Cự Dương Tiên Tôn, tất cả đều tự bạo. Quyền khí quấy động, hầu như tiêu diệt ý chí Cự Dương Tiên Tôn hoàn toàn. Chỉ có 3-4 suy nghĩ hoàng kim đào thoát được mà thôi. Tại sao? Tại sao? Suy nghĩ hoàng kim chợt nhớ đến khe hở, tức giận kêu to một tiếng, vạn lần không hiểu. Hừ, lão già, trước đó bị ngươi sai khiến chẳng qua chỉ là âm mưu mà thôi. Bây giờ tiên cổ lực đạo đã có trong tay, vì sao ta còn phải nghe mệnh lệnh của ngươi? Hắc Lâu Lan cười lạnh, gương mặt ngạo nghễ. Tên sói mắt trắng này, đồ tử tôn bất hiếu, ngươi dám phản bội lão, tổ tông của mình. Suy nghĩ hoàng kim thét dài, yên tĩnh một chút đi, ồn ào quá. Quả nhiên suy nghĩ quá ít thì không cách nào suy nghĩ, bởi vậy mới lộ ra sự nông cạn. Hắc Lâu Lan khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh thường. Ngươi bảo ta tự bảo, còn nói có thể cứu ta, dựa vào cái gì? Dựa vào cổ nô lệ của ngươi, cổ bài nan hay là định tiên du? Đây là ba con tiên cổ còn lại của ngươi. Ngươi nói cho ta biết, còn tiên cổ nào có thể làm cho ta khải tử hoàn sinh chứ? Hừ, mấy trò lừa gạt này mà cũng lừa được ta. Nếu thực lực của ngươi mạnh, ta nghe lệnh của ngươi cũng chỉ là phục tùng cường giả. Nhưng bây giờ, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Hả? Chỉ dựa vào một ý chí người chết lưu lại của ngươi? Ha ha ha, cho dù là Cự Dương Tiên Tôn, chết thì cũng đã chết, đã xong đời rồi. Đây là thời đại mới. Một người chết như ngươi còn nhảy nhót ở đây làm gì? Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 876 Song Ma. Trong lời nói toàn là khí độ kiêu hùng, Hắc Lâu Lan vẫn là Hắc Lâu Lan trước kia. Cho dù ta chỉ còn lại một tia suy nghĩ, cũng có thể khiến tiên cổ tự hủy. Suy nghĩ hoàng kim lớn tiếng nguyền rủa, nhưng Hắc Lâu Lan lại bình tĩnh đáp, ngươi cứ thử một chút đi. Làm sao có thể? Ngươi có thể trấn áp được 4 con tiên cổ.
Tuy ngươi có đại lực chân vũ thể nhưng ngươi không có ý chí của tiên, làm sao ngươi có thể trấn áp bốn con tiên cổ đó được? Ánh sáng lóe lên trên người Suy Nghĩ Hoàng Kim một cái, lập tức khó tin kêu lên. Hiển nhiên hành động tiêu hủy tiên cổ của nó đã thất bại. Chuyện ngươi không biết còn nhiều hơn nữa. Hắc Lâu Lan cao thâm mặt chắc đáp. Hắc Lâu Lan, ngươi thân là huyết mạch Hoàng Kim, tộc trưởng bộ tộc siêu cấp, nhưng lại câu thông người ngoài hạ tiên tổ của mình. Hai người các ngươi là loại hèn hạ, vô sỉ. Rốt cuộc các ngươi câu kết khi nào? Vì sao ta lại không phát hiện ra? Suy Nghĩ Hoàng Kim giận dữ chất vấn. Quả nhiên, không thể suy nghĩ thì càng dễ dàng đối phó hơn nhiều. Hai, trò hề này của ngươi thật sự khiến Cự Dương Tiên Tôn mất mặt vô cùng. Phương Nguyên thở dài, khóe miệng nhếch lên sự khinh thường. Hai người liên hợp thật ra cũng chỉ vừa mới nãy. Trước đó, Hắc Lâu Lan đã thét lên, ma đầu, miệng lưỡi của ngươi trơn tru nhỉ, xảo trá như hồ. Đáng hận, vừa nãy ngươi vừa dùng cổ gì với ta. Ta sẽ bắt ngươi trả một cái giá thảm trọng nhất để mạng lại cho ta. Phương Nguyên hoàn toàn không sử dụng cổ trùng. Nhưng Hắc Lâu Lan lại nói Phương Nguyên dùng cổ. Đây chính là ám ngữ. Mặc kệ là Phương Nguyên hay là Hắc Lâu Lan, người nào cũng kín đáo đa nghi, tâm ngoan thủ lạt. Hai người bọn họ một đường hợp tác, trải qua cuộc chiến Vương Đình, lại càng hiểu rõ lẫn nhau, biết người nào cũng có giá tâm khổng lồ, không cam lòng dưới chướng người khác. Chính vì vậy, Phương Nguyên nguyện ý đánh cược một lần. Dù sao hắn cũng đang được hư ảnh lực đạo bảo vệ, phong hiểm không lớn. Hai tên đại lừa gạt hợp tác với nhau. Hắc Lâu Lan bắt lấy chiến cơ, thành công ám toán được ý chí Cự Dương Tiên Tôn, cướp đi toàn bộ tiên cổ. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Thực lực của ta mạnh nhất, nhưng lại bị ám toán, cuối cùng rơi xuống nông nỗi này. Các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Bản thể của ta lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Lầu Chân Dương khẽ đảo một cái, những bố trí khác sẽ phát động. Lầu Chân Dương sẽ được trùng kiến lại lần nữa, mà các ngươi sẽ phải chịu sự truy sát không chết không thôi. Ta không phải bại bởi các ngươi. Nếu không phải đối phó với Mã Hồng Vận, làm hỏng vận khí, ta làm sao mà thua được? Nói cho cùng, ta bại cũng là bại bởi vận khí. Suy Nghĩ Hoàng Kim điên cuồng giống to, ầm ầm ầm. Sau một khắc, nó tự bảo, nói đúng ra là tự hủy. Cuối cùng cũng là Cự Dương Tiên Tôn còn sót lại. Cho dù Suy Nghĩ có ít hơn nữa thì cũng có được quả quyết của mình. Nó lo lắng bí mật trên người sẽ bị lục soát. Khi đại thế mất, nó trực tiếp lựa chọn tự bảo. Suy Nghĩ tự hủy, tốc độ cực nhanh. Cho dù Phương Nguyên muốn ngăn cản cũng không có cách nào. So với huyết đạo, lực đạo, nô đạo, tạo nghệ trí đạo của hắn còn rất nông cạn. Trừ phi gạt ý chí Cự Dương Tiên Tôn đến phúc địa tiên khiếu của mình, giống như ý chí Mạc Rào, khi đó hắn mới có thể tùy tiện trấn áp. Kế từ đó, thực lực đứng nhất, phúc địa mạnh nhất cuối cùng cũng đã phi hôi yên diệt, một chút lưu lại cũng không còn. Hắc Lâu Lan thở ra một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Nguyên, trịnh trọng nói, tiếp theo, chúng ta nên nói chuyện một chút. Ta tin vào cơ sở hợp tác của chúng ta. Phương Nguyên gật đầu, cười lạnh, không nói những cái khác. Định tiên du mà ngươi cướp là của ta. Thì ra con vô tướng thủ cướp định tiên du đã bị ý chí Cự Dương Tiên Tôn đánh vỡ. Sau khi ý chí Cự Dương Tiên Tôn đoạt được, đã cưỡng ép chấn áp ý thức của Phương Nguyên bên trong cổ trùng. Chỉ là chưa kịp luyện hóa, hoặc cũng có thể thực lực không đủ mạnh để luyện hóa. Bởi vậy Phương Nguyên mới không cảm nhận được sự tồn tại của định tiên du. Lúc trước hắn đã mất đi mục tiêu, còn tưởng rằng vô tướng thủ đã phá không mà đi. Ta biết, đây chính là một trong những điều kiện của ta. Bây giờ đổi thành ta trấn áp tiên cổ của ngươi. Nhưng thời gian không cho phép ta cưỡng ép luyện hóa nó. Ta cần ngươi cho ta mượn định tiên du. Hắc Lâu Lan nói. Phương Nguyên vẫn bình tĩnh hỏi lại, tại sao ta lại phải cho ngươi mượn? Hừ, cổ trên người ta, không có định tiên du, ngươi làm sao thoát khỏi nơi này? Chỉ cần chúng ta hợp tác chân thành mới có thể ra được. Hắc Lâu Lan đáp. Phương Nguyên cười ha hà. Ai nói ngươi ta không còn cách nào rời khỏi nơi này?
con ngươi Hắc Lâu Lan co rụt lại, nhìn Phương Nguyên thật sâu. Màn gió đại đồng ngăn cách thiên địa, cổ động địa, cổ thông thiên, đều không thể sử dụng được. Ngươi còn có thủ đoạn khác, nhưng ngươi đã lâu mà vẫn không sử dụng. Hiển nhiên thủ đoạn này có khuyết điểm. Đều là kiêu hùng, rất nhanh Hắc Lâu Lan đã chấn định lại, thậm chí còn phản kích. Nàng ta nói một cách rất chắc chắn, nhưng thật ra trong lòng cũng không có nắm chắc, chỉ là thăm dò. Phương Nguyên bật cười, đại quân hư ảnh lực đạo đang ở bên cạnh hắn, cũng không sợ đại lực chân vũ thể tự bạo. Nhưng kẻ địch trước mặt không phải là đại lực chân vũ thể một cách bình thường, mà là Hắc Lâu Lan. Người này không thể khinh thường. Nàng ta đã nhiều lần đọ sức với Phương Nguyên bên trong lầu chân dương, có thể nói là đã mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Bây giờ, nàng ta vẫn còn là phàm nhân, nhưng có thể chấn áp được bốn tiên cổ, khiến ý chí Cự Dương Tiên Tôn cũng phải giật mình. Nếu Phương Nguyên không cho mượn Định Tiên Du, nàng ta nhất định phải chết. Nếu nàng ta liều chết phản công, Phương Nguyên vẫn có chút kiêng kỵ. Không có ý chí mặc dao can thiệp, Phương Nguyên khôi phục lại tính cách của mình. Hắn tính toán lợi ích, sau đó hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Như vậy thì ta có thể thu hoạch được gì? Tiên cổ ám độ. Hắc Lâu Lan bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi. Xin rửa tay lắng nghe, ta giúp ngươi giành được cổ này. Con cổ trùng này đang nằm trong tay cổ tiên Khương Ngọc, có thể ngăn cách khí tức, che đậy thiên cơ, phòng bị người ta tính toán. Đại lực chân vũ thể của ta là do sức mạnh tiên cổ này phong ấn. Ngươi gây ra tội ác tày trời như vậy, cổ tiên Bắc Nguyên nhất định sẽ điều tra ngươi, gây phiền phức cho ngươi. Không chỉ bọn họ, còn có bố trí Cự Dương Tiên Tôn lưu lại. Nhưng nếu có tiên cổ ám độ, ngươi sẽ không bị tìm ra phương vị. Có chút thú vị, còn gì nữa không? Phương Nguyên gật đầu. Hắc Lâu Lan cười khẽ, tất cả mọi người đều là người thông minh. Thẳng thắn mà nói, vì huyết hải thâm cửu, ta sẽ không tự bảo mà đồng quy vu tận với ngươi, nhưng chắc chắn ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta bị bất đắc dĩ mà kéo ngươi xuống nước chứ. Hừ, không đến mức đồng quy vu tận, nhưng mang phiền phức đến cho ta là thật. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Con ngươi Hắc Lâu Lan co rụt lại, nghe lời ngươi nói, giống như ngươi còn chưa phát huy hoàn toàn uy lực sát chiêu này. Nhưng ta cũng có át chủ bài khác. Phương Nguyên gật đầu. Vừa nãy Hắc Lâu Lan đã thể hiện ra, nàng ta có thể trấn áp tiên cổ, chỉ dựa vào đại lực chân vũ thể còn chưa làm được điều này. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, cần chi phải chém chém giết giết. Phương Nguyên không sợ Hắc Lâu Lan tự bạo, nhưng cũng không cần thiết ép người quá đáng, hai bên đều không có chỗ tốt. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 877, trở về Phúc Địa Hồ Tiên 1. Hắc Lâu Lan lại nói, ta giúp ngươi đoạt được tiên cổ ám độ, ta sử dụng xong Định Tiên Du cũng sẽ trả lại cho ngươi. Sát chiêu lực đạo của ta cũng cho ngươi luôn, tin rằng nó sẽ có sự trợ giúp cho sát chiêu mới của ngươi. Còn nữa, sư huynh Thái Bạch Vân Sinh của ngươi, ta vẫn còn chưa giết ông ta. Ánh mắt Phương Nguyên thoáng nhìn qua, Thái Bạch Vân Sinh hôn mê vẫn còn nằm trên mặt đất, trên người còn có lồng ánh sáng bảo vệ, hiển nhiên là do Hắc Lâu Lan bố trí. Hắn không khỏi đánh giá cao Hắc Lâu Lan thêm một bậc. Hắc Lâu Lan thật không đơn giản, có thể giữ lại tính mạng của Thái Bạch Vân Sinh đến lúc này. Hiển nhiên nàng ta đã sớm bất mãn và mưu đồ với ý chí Cự Dương Tiên Tôn. Quan trọng hơn, nàng ta nói ra nhiều điều kiện như vậy, tiên cổ ám độ chính là trọng điểm. Định Tiên Du chỉ đứng đằng sau, tiếp theo là sát chiêu lực đạo, cuối cùng mới là Thái Bạch Vân Sinh. Sắp xếp như vậy, có thể chứng minh nàng ta hiểu rất rõ Phương Nguyên. Vậy ngươi yêu cầu điều gì? Phương Nguyên trầm ngâm hỏi. Giúp ta thành tiên, đồng thời giúp ta giết chết phụ thân của ta. Nói đến đây, ánh mắt Hắc Lâu Lan hiện lên sự cầu hận. Phương Nguyên không khỏi nhướng mày. Hắn không hỏi vì sao, cũng không cần hỏi nguyên nhân. Ha ha. Phương Nguyên cười sang sảng, liếc nhìn màn gió đại đồng xung quanh, cuối cùng quay sang nhìn Hắc Lâu Lan. Sau khi xé mở phong ấn ám độ, lộ ra diện mạo thật,
Hắc Lâu Lan không còn là người có dáng người cồng kềnh như con gấu, mà là thân hình bốc lửa, mày kiếm, bá khí cường thế. Thật thú vị, vậy chúng ta không ngại tạm thời hợp tác một chút. Phương Nguyên tán thưởng. Hợp tác lợi ích sẽ khiến tâm động. Dù sao Định Tiên Du cũng nằm trong tay đối phương, Phương Nguyên cũng chẳng làm gì được, không ngại hợp tác thử xem. Sau đó, Phương Nguyên đưa ra yêu cầu của mình, đạt thành nhận thức chung với Hắc Lâu Lan. Màn gió đại đồng co vào, cơ hồ đã đến cực hạn. Rất nhiều cổ trùng chen trúc bên trong không gian nhỏ hẹp, càng nhiều cổ trùng bị màn gió đại đồng nuốt chửng, hóa thành một phần của nó. Vô tướng thủ rốt cuộc đã biến mất hoàn toàn. Hôm nay không còn thời gian, chúng ta sẽ bàn lại vào hôm sau. Ước định xong, Hắc Lâu Lan thôi động Định Tiên Du, ánh sáng màu xanh bao phủ trên người nàng ta. Nàng ta không phải cổ tiên nhưng vẫn có thể thôi động được tiên cổ. Trước khi đi, nàng nhìn Phương Nguyên thật lâu, giống như thuận miệng mà hỏi, sát chiêu này của ngươi tên gì? Vạn Ngã. Phương Nguyên đáp. Hắc Lâu Lan gật đầu, ghi tạc cái tên vào sâu trong nội tâm. Nàng ta hiểu, sớm muộn gì cũng có ngày sát chiêu đó dương danh năm vực. Sau một khắc, Định Tiên Du phát động, thân ảnh Hắc Lâu Lan biến mất ngay tại chỗ. Nàng vừa đi, Phương Nguyên lập tức phá hỏng hoàn cảnh nơi này, phòng ngừa nàng ta dùng Định Tiên Du quay trở lại. Màn gió đại đồng từ bốn phương tám hướng bước đến, nơi Phương Nguyên đứng chỉ bằng một căn phòng. Rất nhiều cổ trùng đã bị màn gió đại đồng nuốt sạch, vẫn còn một số ít đang bay múa. Phương Nguyên thả ra cổ tinh quang, mở tinh môn. Nhưng hắn cũng không lập tức đi ngay, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn đám cổ trùng đang bay múa. Hắn không nắm chắc, nhưng vẫn muốn thử một lần. Sau mấy giây, một con cổ trùng chủ động bay đến trước mặt hắn. Cổ trí tuệ cửu chuyển. Ha ha, bên trong không gian thu hẹp quanh quẩn tiếng cười của Phương Nguyên. Chậm rãi mở hai mắt, Phương Nguyên dần dần tỉnh lại. Đập vào mắt là ánh sáng màu đỏ, vách núi óng ánh. Hắn hơi hoảng hốt, lúc này mới kịp phản ứng là hắn đã thông qua tinh môn, từ Bắc Nguyên trở về Phúc Địa Hổ Tiên. Chỉ là chuyến đi đến Bắc Nguyên hao tổn tinh thần, nguy hiểm vô cùng, có thể nói là cử tử nhất sinh. Cho dù Phương Nguyên có Thiên Thi Vương sáu tay nhưng trong người vẫn tràn ngập mệt mỏi. Sau khi trở về Phúc Địa Hổ Tiên, hắn bố trí một vài việc, sau đó nằm ngủ thẳng cẳng. Giấc ngủ này cũng không biết đã ngủ bao lâu, lúc này hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Quá mệt mỏi, hắn cũng chỉ muốn nằm, động cũng không muốn động. Cơ thể của ta tràn ngập tử khí, hoàn toàn biến thành cương thi, không biết mệt mỏi. Nhưng hồn phách của ta vẫn là hồn phách ban đầu, cũng có cực hạn, sẽ bị tổn thương. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Phương Nguyên, hắn chậm rãi ngồi dậy. Tâm linh bình an thường có một cảm giác sảng khoái. Giấc ngủ cũng có tác dụng dưỡng hồn. Phương Nguyên thở ra một hơi, thư giãn tứ chi, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị rỉ sét, mang đến cho hắn cảm giác nặng nề không linh hoạt. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn biết đây chính là di chứng mà hắn sử dụng sát chiêu Vạn Ngã, khiến cho hồn phách bị tiêu hao quá lớn. Địa linh đâu rồi? Phương Nguyên lên tiếng, giọng nói của hắn khàn khàn khó nghe, giống như một vụn băng ma sát cùng một chỗ, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chủ nhân. Sau một khắc, bên tai Phương Nguyên vang lên giọng nói của địa linh tiểu hổ tiên. Giọng nói mềm giòn dễ nghe, nhưng lúc này lại xen lẫn lo âu và khổ sở. Phương Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy tiểu hổ tiên hai mắt đỏ bừng đứng bên tay trái của hắn. Ta ngủ bao lâu rồi? Phương Nguyên gật đầu, hỏi, chủ nhân, ngài đã ngủ 2 ngày 3 đêm rồi. Tiểu hổ tiên đáp. Phương Nguyên hoảng hốt. 2 ngày 3 đêm là thời gian bên trong Phúc Địa Hổ Tiên. Phúc Địa Hổ Tiên 5 ngày, năm vực bên ngoài mới trôi qua 1 ngày. Cũng có thể nói, Phương Nguyên thoát khỏi màn gió đại đồng trở lại hiện tại, thời gian ở Bắc Nguyên vẫn còn chưa hết 1 ngày. Trong lòng Phương Nguyên chấn định lại, hắn cũng không ngủ dậy quá muộn. Trước đó hắn đã xác định hợp tác tạm thời với Hắc Lâu Lan, hắn còn phải quay về Bắc Nguyên một chuyến. Tiểu Hồ Tiên thấy Phương Nguyên trầm ngâm không nói, còn tưởng rằng hắn đang khổ sở, vội an ủi, chủ nhân, ngài đừng buồn.
Ngài biến thành bộ dạng này, mặc dù rất khó coi, nhưng nhất định sẽ có cách để biến trở lại. Ta tin rằng, một ngày nào đó, chủ nhân ngài sẽ trở lại bộ dạng lúc trước. Chủ nhân, ngài hãy bình tĩnh nhé. Phương Nguyên nhịn không được bật cười, duỗi cánh tay xoa đầu Tiểu Hồ Tiên. Tiểu Hồ Tiên hơi né một chút, nhưng cuối cùng vẫn để cho bàn tay Phương Nguyên xoa đầu của mình. Nó gục đầu xuống, im lặng không nói. Phương Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve, Tiểu Hồ Tiên rốt cuộc không kềm được khóc lên một tiếng. Chủ nhân, mặc dù bàn tay của ngài rất lạnh, nhưng người ta vẫn rất thích. Nói xong, nó ôm chặt lấy đùi Phương Nguyên khóc giống lên. Tiểu Hồ Tiên vẫn đáng yêu như vậy, chẳng khác nào đứa bé 5-6 tuổi, xinh xắn lanh lợi. Nó mặc một chiếc váy lụa màu, đuôi cao trắng như tuyết đang dựng thẳng lên, cho thấy tâm cảnh của nó đang thất lạc. Địa linh là chấp niệm kết hợp với vĩ lực thiên địa mà tạo thành, không giống ý chí, sẽ không lừa gạt người. Những lời Tiểu Hồ Tiên nói đều là thật. Phương Nguyên im lặng không nói gì, chỉ thu lại răng nanh nơi khóe miệng, vuốt ve Tiểu Hồ Tiên, động tác cũng trở nên chậm rãi hơn. Hắn phân ra tâm thần để kiểm tra. Không khiếu thứ nhất hoàn toàn tĩnh mịch, bên trong không còn chân nguyên, chỉ có cổ, bản mệnh thứ nhất của hắn. Vốn vách tường không khiếu oánh nhuận, bây giờ biến thành màu xám của đá. Trên vách đá hiện lên đầy vết rạn. Tên đầu sỏ tạo nên hiện tượng này chính là Xuân Thu Thiền. Cơ thể Xuân Thu Thiền lóe lên màu xanh và vàng. Khí tức tiên cổ lục truyền tràn ngập toàn bộ không khiếu. Nếu còn là không khiếu ngũ truyền đỉnh phong, chỉ sợ bây giờ đã bị nứt vỡ. Nhưng không khiếu đã chết, ngược lại có thể gánh chịu áp lực tiên cổ. Mặc dù cũng có cực hạn, nhưng khoảng cách vẫn còn xa. Đồng thời, Phương Nguyên còn chú ý đến, không khiếu khô cạn thấy đáy đã không còn tự sản sinh ra chân nguyên được nữa. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 878 Trở về Phúc Địa Hồ Tiên 2. Đây chính là cái giá phải trả khi biến thành cương thi. Không khiếu đã chết, không còn sinh ra chân nguyên được nữa. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Hắn không khỏi nghĩ đến Cổ Nguyệt Nhất Đại. Cổ Nguyệt Nhất Đại biến thành huyết quỷ thi, không khiếu cũng không thể sinh ra chân nguyên. Bởi vậy ông ta mới có nhu cầu cực mạnh với Thiên Nguyên Bảo Liên. Tình huống của ta so với Cổ Nguyệt Nhất Đại tốt hơn rất nhiều. Trước đó ta đã thành tiên, có 19 viên tiên nguyên thanh đề, chân nguyên có thể nói là vô hạn. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên rời khỏi không khiếu thứ nhất, đến tiên khiếu thứ hai. Tiên khiếu lực đạo vừa mới sinh ra không được bao lâu, lúc này cũng hoàn toàn thất bại. Phúc địa biến thành tử địa, bầu trời tối tăm mờ mịt, từng ngọn núi đá màu trắng sụp đổ. Đại địa hư thối, phát ra mùi tanh nồng. Mặt đất đầy vết nứt, giống như vừa mới trải qua một trận động đất. Hậu quả này là do cưỡng ép chứa đựng cổ trí tuệ tạo thành. Bên trong tiên khiếu chứa đựng gần như toàn bộ cổ trùng của Phương Nguyên. Thu hút ánh mắt nhất chính là tiên cổ. Số lượng tiên cổ lên đến 7 con. Nếu con số này được công bố ra ngoài, nhất định sẽ làm thế nhân chấn kinh. Tiên cổ là duy nhất, cực kỳ khó có được. Cổ tiên bình thường đều không có nổi một con. Nếu tính luôn cả định tiên du cho Hắc Lâu Lan mượn và Xuân Thu Thiền, tiên cổ trong tay Phương Nguyên có đến 9 con. Con số này đủ để cho đại đa số cổ tiên thất truyền phải xấu hổ. Tiên cổ liên quan đến Lầu Cận Thủy có 3 con, theo thứ tự là Lưu Lạc Thiên Nhai, Nhạc Sơn Nhạc Thủy và Chiêu Tai. 4 con tiên cổ khác là do Phương Nguyên đánh vỡ vô tướng thủ mà cướp được. Ngoại trừ tiên cổ còn có phàm cổ. Trong đó, phàm cổ có giá trị cao nhất là do Phương Nguyên đánh vỡ vô tướng thủ mà có được. Đám cổ trùng này có nguồn gốc từ chân truyền các đạo bên trong bí cảnh chân truyền. Mỗi một con đều là tinh phẩm, có chỗ huyền diệu khác nhau. Nhưng luận tầm quan trọng, vẫn là cổ toàn lực ứng phó tứ truyền. Cổ bản mệnh thứ hai của Phương Nguyên, cùng với cổ khổ lực, cổ tá lực, cổ tự lực cánh sinh, cổ luyện tinh hóa thần, cổ địa lực, cổ thủy lực, cổ phong lực, cổ điện lực, cổ hỏa lực, cổ tiềm hồn thú y và cổ liễm tức.
Những con cổ trùng này chính là nền tảng tạo nên sát chiêu vạn ngã, giúp cho Phương Nguyên giành được chiến thắng cuối cùng bên trong màn gió đại đồng. Ngoài ra còn có các tạp cổ khác, ví dụ như cổ ưng dương, cổ trùng mà Phương Nguyên sử dụng nhiều nhất ở Bắc Nguyên. Cổ phong hoa có thể đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Cổ đơn đao thu được từ đơn đao tướng Phan Bình, cổ chiến cốt sa luân, cổ tinh môn, cổ động địa, cổ thông thiên, cổ thần niệm. Trong đó, số lượng nhiều nhất thuộc về cổ bướm ăn mày, có gần ngàn con, có tác dụng lưu trữ chân nguyên, trợ giúp cho hắn rất nhiều ở Bắc Nguyên. Kiểm tra không khiếu, tiên khiếu xong, Phương Nguyên nhìn lại cơ thể của mình. Không cần soi gương hắn cũng biết mình đã biến thành quái vật, thân cao 2 trượng, mặt xanh nanh vàng, 2 mắt đỏ bừng, bắp thịt cả người căng lên như một tảng đá rắn chắc. Điều khiến cho người ta chú ý nhất chính là hắn có đến 8 tay. Ngoại trừ 2 cánh tay của con người, 6 cánh còn lại đều có hình dáng dữ tợn, có nguồn gốc từ cổ phi cương ngũ truyền, cổ tu la thi, cổ thiên ma thi, cổ huyết quỷ thi, cổ ác mộng thi, cổ bệnh ôn thi và cổ khôi thi. Hình thái bề ngoài xấu hay đẹp, Phương Nguyên hoàn toàn không quan tâm. Tiểu Hồ Tiên để ý vì nó là do chấp niệm của nữ cổ tiên Bạch Hồ Tiên Tử biến thành. Điều mà Phương Nguyên quan tâm là tu vi của cơ thể cương thi đã bị ngừng lại, không cách nào tiến thêm một bước. Chuyện này chính là trở ngại nghiêm trọng nhất của hắn trên con đường truy cầu ma đạo. Dã tâm của hắn bừng bừng, một lòng vĩnh sinh. Vĩnh sinh là mạnh nhất, ngàn tai không tổn hại, vạn kiếp bất diệt, không người nào có thể tổn thương được tính mệnh, tuổi thọ vô cùng vô tận. Mặc dù cơ thể cương thi không có tuổi thọ, nhưng hồn phách sẽ bị hao tổn, gặp phải công kích cường đại hơn cũng sẽ bị diệt, có rất nhiều nhược điểm. Rất nhiều cổ sư, cổ tiên trong tình huống bất đắc dĩ, thường sẽ biến thành cương thi. Phương pháp này có thể nói là bất đắc dĩ kéo dài hơi tàn, đứng trong địa ngục mà ngưỡng vọng thiên đường. Làm cách nào mới có thể giải trừ được cơ thể cương thi, phục sinh lại từ trong cái chết, một lần nữa có được nhục thân bình thường? Phương Nguyên tự hỏi trong lòng. Hiển nhiên, đây là một nan đề cần phải giải quyết. Mặc dù hắn không có đáp án, nhưng hắn vẫn có suy nghĩ sẵn trong đầu. Tra hỏi ý chí mặc dao trong đầu là một phương pháp. Nhờ cổ trí tuệ là phương pháp thứ hai. Tiếng khóc của Tiểu Hồ Tiên dần nhỏ lại. Phương Nguyên thu cánh tay về, không suy nghĩ lan man nữa. Mấy ngày mà ta ngủ say có chuyện gì phát sinh không? Tiểu Hồ Tiên nghe chủ nhân hỏi, lập tức đứng thẳng, lau nước mắt, đáp, hồi bẩm chủ nhân, chủ yếu có 2 chuyện. Chuyện thứ nhất là sư huynh của ngài Thái Bạch Vân Sinh đã tỉnh. 2 ngày qua vẫn muốn đến thăm ngài, có khi gấp đến độ muốn khóc. Nhưng trước đó, chủ nhân đã có lệnh, vì thế đã được ta khuyên can. Chuyện thứ hai là tiên hạc môn. Bọn họ đã kết thúc chuyện buôn bán thạch nhân với chúng ta. Phương Nguyên nghe xong, chợt cau mày. Nguyên nhân tiên hạc môn kết thúc chuyện buôn bán thạch nhân, Phương Nguyên biết rất rõ. Bên trong phúc địa hồ tiên có núi đáng hồn. Đây là chuyện mà thập đại phái Trung Châu đều biết. Tiên hạc môn muốn chiếm đoạt núi đáng hồn nhưng không tiện cường công. Vì thế 1 năm trước đã điều Phương Chính đến đàm phán. Sau đó đạt thành hiệp nghị buôn bán thạch nhân. Nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là núi đáng hồn và cổ can đàm. Sau đó, tiên hạc môn nhiều lần thúc giục và nhấn mạnh yêu cầu Phương Nguyên tiến hành buôn bán cổ can đàm, nhưng đều bị Phương Nguyên bác bỏ. Hơn 1 năm qua, phúc địa hổ tiên chết vẫn không hé miệng. Kiên nhẫn của tiên hạc môn rốt cuộc cũng hết, vì thế mới kết thúc chuyện buôn bán thạch nhân. Bọn họ muốn biểu đạt sự phẫn nộ đối với Phương Nguyên, muốn bức Phương Nguyên đàm phán lại, đồng thời còn có ý đồ khác, nhưng phải nhìn tình thế phát triển như thế nào. Phúc địa hổ tiên không phải thế ngoại đảo viên. Tình hình bên ngoài núi Thiên Thê vẫn rất đáng lo. Lần này tiên hạc môn vùng lên, tất có vấn đề. Ta nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nếu Phương Nguyên đã có phúc địa tiên khiếu, việc kỳ lại phúc địa hổ tiên cũng giảm bớt hơn. Thậm chí có thể trực tiếp chiếm đoạt phúc địa hổ tiên, ve sầu thoát xác, nghênh ngang rời đi. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã thành cương thi, tiên khiếu biến thành tử khiếu. Tất cả không cần nói nữa. Phương Nguyên suy nghĩ,
tạm thời cũng không nghĩ ra được thứ gì. Đúng là đáng ghét. Sau khi biến thành cương thi, tư duy trở nên sơ cứng, tốc độ suy nghĩ quá chậm, hiệu suất thấp thật. Phương Nguyên cau mày càng chặt hơn, bắt đầu cảm nhận điểm yếu của cơ thể cương thi. Tu vi không tiến là một khuyết điểm rất quan trọng. Ngoài ra còn có hai khuyết điểm nhỏ nữa. Hoàn toàn không có cảm giác đau là thứ nhất, tư duy sơ cứng là thứ hai. Trên thế giới này, chí đạo là môn phái giải thích sự huyền bí trong suy nghĩ của nhân loại. Khi con người suy nghĩ, trong đầu sẽ sinh ra từng suy nghĩ. Người thông minh suy nghĩ sinh ra sẽ rất nhanh. Người ngu xuẩn suy nghĩ sinh ra sẽ rất chậm. Ý niệm đụng vào nhau, sát nhập hoặc hủy diệt, cuối cùng sẽ tạo thành những suy nghĩ hoàn toàn mới. Những suy nghĩ này là kết quả của suy nghĩ. Các bạn đang nghe truyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 879, Áy Náy Thái Bạch Vân Sinh 1. Đầu chính là nơi mà suy nghĩ sinh ra, lĩnh vực mấu chốt của suy nghĩ. Mà lĩnh vực này do hai phương diện quyết định. Một là cổ, hai là linh hồn. Nếu linh hồn của con người sống trên người dã thú này sẽ rất thông minh. Trình độ thông minh cao hơn dã thú, nhưng yếu hơn so với con người. Cổ là thiên địa chi tinh, người là vạn vật chi linh. Người là thông minh nhất trong tất cả vạn vật. Muốn đạt đến điều này cần có người và linh hồn con người. Bây giờ Phương Nguyên đã chết hoàn toàn, chỉ còn linh hồn mà khỏe mạnh. Bởi vậy, số lượng suy nghĩ sinh ra trong đầu giảm xuống rất nhiều. Suy nghĩ quá nhiều dẫn đến suy nghĩ sinh ra nhanh chóng giảm bớt. Não cương thi sinh ra rất ít suy nghĩ, tốc độ chậm chạp. Tốc độ sinh ra suy nghĩ không theo kịp tốc độ tiêu hao. Nếu Phương Nguyên là mãng phu thì cũng thôi đi. Nhưng hắn lại là người tinh thông mưu tính, lại có dã tâm. Sau khi biến thành cương thi, hắn lập tức cảm thấy không quen, rất không tiện. Khó trách đại đa số cương thi, ví dụ như Cổ Nguyệt Nhất Đạ đều lựa chọn ngủ say. Bởi vì khi ngủ, suy nghĩ sẽ ít, hao tổn suy nghĩ cũng sẽ ít. Trong ý nghĩa sẽ chậm rãi tích lũy càng nhiều suy nghĩ hơn. Đợi đến khi chiến đấu, họ sẽ dùng đến những ý niệm này. Phương Nguyên ngộ ra, ý chí Cự Dương Tiên Tôn lựa chọn ngủ say cũng là đạo lý này. Suy nghĩ ít sẽ lộ ra sự vụng về, nông cạn. Nghĩ không ra có một ngày Cổ Nguyệt Phương Nguyên ta cũng biến thành một tên ngốc. Ha ha, Phương Nguyên tự giễu một câu, sau đó thu lại suy nghĩ lan man. Hắn nói với Tiểu Hồ Tiên, mau dẫn sư huynh Thái Bạch Vân Sinh của ta vào. Ta muốn gặp huynh ấy. Tiểu Hồ Tiên lên tiếng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Nó là địa linh, có thể tùy ý di chuyển bên trong phúc địa Hồ Tiên. Khoảng 10 hô hấp sau, Tiểu Hồ Tiên mang theo Thái Bạch Vân Sinh xuất hiện lại lần nữa. Sư đệ, ngươi, hài, lần này phải làm thế nào cho tốt đây? Vừa nhìn thấy Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh ngây ra một lúc, chợt hai mắt đỏ bừng, nghẹn ngào kêu lên. Ông biết chuyện Phương Nguyên biến thành Thiên Thi Vương sáu tay như thế nào. Đây cũng là trước đó Phương Nguyên cố ý dặn dò Tiểu Hồ Tiên thuật lại nội dung cho Thái Bạch Vân Sinh biết. Phương Nguyên cười, đáp, lúc trước ta tấn thăng thành cổ tiên lực đạo, đáng tiếc bây giờ biến thành bộ dạng này, cũng không còn cách nào. Nào, sư huynh, chỗ ở đơn sơ, chúng ta tìm ụ đá nào ngồi nói chuyện. Sơn động mà Phương Nguyên đang ở là năm đó Bạch Hồ Tiên Tử moi ra bên trong núi Đáng Hồn, tạo thành hành cung Đáng Hồn ngày nay. Sau khi núi Đáng Hồn bị tiên cổ Hy Nê hủy diệt, Phương Nguyên nhờ sự trợ giúp của Thái Bạch Vân Sinh, một lần nữa hồi phục như cũ. Sau khi hồi phục lại núi Đáng Hồn, hắn vẫn giữ lại sơn động này. Nhưng hành cung Đáng Hồn trước đó dùng gạch vàng để xây tường, gạch bạc để trải đất, rèm cửa màu hồng, giường lớn hình tròn, đệm chăn kim hoa tơ lụa, lư hương chuông gió đủ loại. Nhưng bây giờ lại chẳng còn gì. Tiên cổ lục truyền giang sơn như cũ có thể khôi phục lại trạng thái nhất định của núi Đáng Hồn. Nhưng đồ trang trí bên trong hành cung Đáng Hồn lại không thuộc phạm vi sơn thủy của cổ trùng. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng chẳng muốn tái hiện lại hành cung núi Đáng Hồn lúc trước. Dù sao đó cũng là khuê phòng của Bạch Hồ Tiên Tử, khí son phấn quá nặng,
không thích hợp với Phương Nguyên. Trong sơn động không có đồ dùng trong nhà, đơn sơ vô cùng. Thái Bạch Vân Sinh lựa chọn một ụ đá gần Phương Nguyên nhất mà ngồi xuống. Hiện tại, trong lòng ông tràn ngập cảm kích đối với Phương Nguyên, còn có sự thân thiết, hầu như là tin tưởng vô điều kiện. Đây là vì ông đã đồng sinh cộng tử với Phương Nguyên. Cả hai người đã trải qua nhiều trắc trở ở Bắc Nguyên, đã nhìn thấy được sự chân thành của nhau. Không nói đến bên trong bí cảnh chân truyền, Phương Nguyên hai lần trợ giúp Thái Bạch Vân Sinh, không chút do dự, ngay cả mắt cũng không thèm nháy. Lần thứ nhất lấy lại được cổ Giang Sơn như cũ, lần thứ hai hắn đã vứt con tiên cổ nhân như cố mà lựa chọn cứu Thái Bạch Vân Sinh ông. Lúc đó, Thái Bạch Vân Sinh cảm động suýt chút nữa rơi lệ. Hắn có truyền thừa cổ tiên, tất nhiên hiểu được tiên cổ có sức hấp dẫn đối với cổ tiên như thế nào. Phương Nguyên vứt bỏ cổ tiên để cứu Thái Bạch Vân Sinh ông, đủ để chứng minh Phương Nguyên thật lòng. Về sau, Thái Bạch Vân Sinh bị Hắc Lâu Lan bắt làm tù binh, Phương Nguyên lập tức thay đổi hướng, đoạt lại cổ nhân như cố. Thái Bạch Vân Sinh cũng tán thành cách làm của Phương Nguyên, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Đây chính là quyết đoán rất lý trí. Đợi đến khi ông tỉnh lại, ông phát hiện mình đang ở phúc địa Hồ Tiên, thoát ly khỏi nguy hiểm. Thái Bạch Vân Sinh vui mừng, may mắn nhặt được lại cái mạng. Tất nhiên là một chuyện rất đáng cao hứng. Nhưng điều làm cho ông kinh ngạc chính là, sau khi ông tỉnh lại, địa linh tiểu Hồ Tiên đã trả hai con tiên cổ Giang Sơn như cũ, nhân như cố cho ông. Thái Bạch Vân Sinh trời sinh tính tình mềm yếu, đối với hai con tiên cổ này có tình cảm sâu đậm. Sau khi có lại được trọng bảo, ông đương nhiên là vui mừng không thôi. Nhưng đợi đến khi ông thăm dò được tình huống gần đây của Phương Nguyên, trong lòng ông chấn động, cao hứng không nổi, chỉ toàn là sự khổ sở, áy náy, bi thương và đồng tình. Bởi vậy ông mới 5 lần 7 lượt yêu cầu gặp Phương Nguyên, muốn tận lực cứu giúp sư đệ của mình. Lúc này, ông ngồi trên ụ đá, gương mặt buồn bã, bùi ngùi thở dài, thật sự hổ thẹn. Được sư đệ cứu về cái mạng già thì không nói, gặp rồi còn phải nhờ đệ an ủi, khuyên giải. Phương Nguyên duỗi cánh tay vỗ bả vai của Thái Bạch Vân Sinh, dùng giọng khàn khàn của mình mà cười sang sảng. Vận mệnh vô thường, 10 phần không được như ý, con người cần phải nhìn thoáng một chút. Mặc dù đệ đã biến thành cương thi, nhưng ít ra vẫn là nửa chết nửa sống, so với những người đã chết hoặc ý chí cự dương tiên tôn thì tốt hơn nhiều. Mà quan trọng nhất, đệ đã lấy được cổ trí tuệ, kiếm được lợi lớn. Sư huynh không cần chú ý, huynh phải nên cao hứng mới đúng chứ. Khi Phương Nguyên rời đi đã mở ra tinh môn, cổ trí tuệ ý thức được đây là con đường thông ra bên ngoài. Bản năng cầu sinh thúc đẩy nó chủ động bay đến, điều này cũng nằm trong dự liệu của Phương Nguyên. Cổ tinh môn là phàm cổ, không thể gánh được chi uy của tiên cổ. Phương Nguyên khẽ cắn môi, đem cổ trí tuệ cất vào trong tiên khiếu của hắn. Cho dù cổ trí tuệ đã chủ động thu liễm khí tức, tiên khiếu Phương Nguyên cũng đã biến thành tử địa, khả năng chịu đựng tăng vọt. Thời gian thông qua cổ tinh môn cũng không dài, nhưng Phương Nguyên thiếu chút nữa cũng không chịu nổi. Điều đầu tiên hắn làm sau khi trở lại phúc địa Hồ Tiên chính là nhanh chóng thả cổ trí tuệ ra. Phúc địa Hồ Tiên là tiên khiếu lục truyền, nhưng tọa lạc ở núi Thiên Thê, hấp thu địa khí Trung Châu, vô cùng vững chắc. Tiên khiếu bên trong cổ sư không thể so sánh nổi. Liên quan đến cổ trí tuệ, Thái Bạch Vân Sinh cũng biết. Không phải đệ thường hay làm những chuyện phi thường sao? Sư đệ, sư huynh bội phục đệ sát đất. Nhưng cho dù là tiên cổ cửu truyền trong truyền thuyết cũng không trị được triệu chứng cương thi của đệ. Không thì để ta ra tay, sử dụng cổ nhân như cổ xem thử thế nào. Thái Bạch Vân Sinh chân thành nói. Nói đến đây, ông đã chủ động đứng dậy, không kịp chờ đợi. Nhưng Phương Nguyên đã khuyên can ông. Sư huynh, huynh cũng biết rõ, nhân như cố có thể cứu người trở lại trạng thái như cũ trong thời gian chớp mắt. Tuy có khả năng trùng sinh, nhưng thời gian qua lâu như vậy, làm sao có thể giúp ta trở về như cũ được chứ? Dùng cũng chỉ lãng phí hơn mà thôi, mà cũng cần chi lãng phí tiên nguyên thanh để chân quý chứ.
các bạn đang nghe truyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 880, áy náy Thái Bạch Vân Sinh 2. Sắc mặt Thái Bạch Vân Sinh xám xịt, cảm xúc bất ổn. Phương Nguyên nói vừa dứt lời, ông bỗng nhiên xòe tay ra, hung hăng đánh vào mặt của mình. Bốp bốp bốp, 5-6 âm thanh liên tục vang lên. Thái Bạch Vân Sinh tự tát chính mình. Sư huynh, dừng tay lại. Vì sao huynh lại như vậy? Phương Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt đứng dậy, dùng hai tay của mình giữ chặt tay Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh nào bì kịp khí lực của Phương Nguyên. Sau khi bị giữ lại, ông khóc ròng, sư đệ, vì huynh có lỗi với đệ, thật chẳng làm gì được cho đệ cả. Khi ông khóc, đầu gối khẽ cong như muốn quỳ xuống. Phương Nguyên vội đỡ ông dậy, sư huynh, vì sao lại làm như thế? Sư đệ, nếu lúc trước ta cho đệ mượn tiên cổ nhân Như Cố, trong thời khắc mấu chốt đệ có thể dùng đến, cũng không đến mức biến thành bộ dạng này. Thái Bạch Vân Sinh đau lòng nói, ông trời sinh tính nhân hậu, cho dù đã từng hại Cao Dương, Chu Tể, nhưng đó cũng là bản năng cầu sinh của con người. Đối với ông mà nói, Phương Nguyên là ân nhân cứu mạng của ông, là tiểu sư đệ cùng một sư môn. Nhưng bây giờ, ân nhân cứu mạng, tiểu sư đệ lại bị sự sơ suất của ông làm hại. Nếu lúc đó Thái Bạch Vân Sinh chủ động đưa cổ trùng cho Phương Nguyên, cũng không đến mức đẩy Phương Nguyên đến bước này. Sau khi Thái Bạch Vân Sinh tỉnh lại, suy nghĩ này vẫn quanh quẩn trong đầu, khiến ông xấu hổ muốn chết, hối hận vạn phần. Thái Bạch Vân Sinh gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ còn lại hai cánh tay là được Phương Nguyên đỡ. Phương Nguyên thân cao 2 trượng, từ trên cao nhìn xuống Thái Bạch Vân Sinh đang cúi đầu khóc nức nở. Ánh mắt hiện lên chút âm mang. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật sự rất cao hứng. Hắn cười trong lòng, nhưng ngoài miệng lại thành khẩn nói, sư huynh, huynh không cần khổ sở như thế. Tuy cơ thể cương thi khó phục hồi như cũ, nhưng ta còn rất nhiều thứ khác. Huynh đừng quên chúng ta còn có cổ trí tuệ. Thái Bạch Vân Sinh chậm rãi lắc đầu, giọng nói đứt quãng, cổ trí tuệ cao đến cửu truyền. Nó có thể đến đây cùng với ngươi, hoàn toàn là bản năng cầu sinh. Sư đệ, cho dù đệ là cổ tiên lục truyền, cũng vạn vạn lần không luyện hóa được nó, cũng không khống chế được nó. Điều đó ta đương nhiên biết. Nhưng cho dù là vậy, một chút vầng sáng trí tuệ của nó cũng mang lại lợi ích to lớn cho ta. Nói đến, cơ thể cương thi của ta không có tuổi thọ, ngược lại càng thích hợp tiếp cận cổ trí tuệ hơn. Phương Nguyên duỗi cánh tay thứ hai, vỗ vỗ sau lưng Thái Bạch Vân Sinh. Hơn nữa, ta còn ý chí của Mạc Giao. Mạc Giao? Thái Bạch Vân Sinh nghi ngờ hỏi. Là ta thu hoạch được bên trong lầu chân dương. Mạc Giao đã từng là tông sư luyện đạo, tiên tử đại diện cho Linh Duyên Trai ở Trung Châu. Thái Bạch Vân Sinh là người Bắc Nguyên, chưa từng nghe qua cái tên Mạc Giao. Nhưng Linh Duyên Trai đại danh đỉnh đỉnh trong thập đại phái Trung Châu thì có nghe qua. Tiên tử đại diện Linh Duyên Trai, tông sư luyện đạo, xem ra Mạc Giao này không đơn giản, Thái Bạch Vân Sinh nói. Phương Nguyên cười nói, còn có điểm mấu chốt nhất, sư huynh đừng quên chúng ta vẫn còn sư phụ. Sư phụ nhất định sẽ có biện pháp. Không giấu gì sư huynh, sau khi sư phụ giao cho ta nhiệm vụ dò xét lầu chân dương, đã để cho ta một con cổ tiêu hao chuyên dùng để báo cáo. 2 ngày trước, khi ta vừa về Phúc Địa Hồ Tiên, ta đã dùng con cổ này. Trước đó, khi Phương Nguyên tìm hiểu lầu chân dương, đã từng siêu hồn Thái Bạch Vân Sinh, biết được những gì mà Thái Bạch Vân Sinh đã trải qua. Thái Bạch Vân Sinh đã từng gặp được một lão ăn mày thần bí, nhận được truyền thừa trụ đạo trong tay ông ta. Phương Nguyên lập tức dùng cái này để lừa gạt, dĩ giả loạn chân, thành công thuyết phục được Thái Bạch Vân Sinh bên trong chân dương, để ông tin tưởng ông và Phương Nguyên là cùng một sư phụ, chính là ông lão ăn mày. Phương Nguyên còn tùy tiện đặt cho ông lão ăn mày một cái tên, Tử Sơn Chân Quân. Thái Bạch Vân Sinh hoàn toàn tin tưởng điều này. Hiện tại, Phương Nguyên nhắc lại chuyện xưa, hai mắt Thái Bạch Vân Sinh lập tức sáng lên. Thì ra sư đệ có cách liên lạc với sư phụ. Thật sự quá tốt rồi.
người bên ngoài không có biện pháp, nhưng sư phụ thần thông quảng đại nhất định có biện pháp. Trong lòng của ông dấy lên ánh lửa hy vọng. Nghe giọng điệu của ông lão ăn mày chiếm cứ phân lượng quá nặng. Thái Bạch Vân Sinh cũng tràn đầy lòng tin với ông lão ăn mày. Nếu lúc này Thái Bạch Vân Sinh biết được chân tướng, không biết ông sẽ có biểu hiện gì. Phương Nguyên không lộ ra sơ hở, làm như có thật. Sư huynh yên tâm đừng vội, ta nghĩ rằng sư phụ gửi thư đến cũng phải mất mấy ngày, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu. Phương Nguyên lấy tên tuổi của Tử Sơn Chân Quân ra, rốt cuộc cũng khiến ông bình tâm lại như cũ. Ông đứng thẳng người dậy, Phương Nguyên thuận thế thả hai tay của ông ra. Thái Bạch Vân Sinh lui lại một bước, nhìn thẳng vào hai con mắt đỏ bừng của Phương Nguyên, bỗng giơ bàn tay đặt lên ngực của mình. Gương mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, sư đệ, ân tình của đệ ta ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không quên. Ta thề với Trường Sinh Thiên, cho dù sư phụ không có cách nào, Thái Bạch Vân Sinh ta vẫn dốc hết sức cả đời mình, cũng phải phục sinh cho đệ một lần nữa. Ha ha, Trường Sinh Thiên chính là động thiên của Cự Dương Tiên Tôn. Chúng ta vừa mới phá hủy lầu chân dương của lão, sư huynh thề với nó, không khỏi quá giả tạo đi. Phương Nguyên ngửa đầu cười to, sư huynh, ta sẽ không khách sáo với huynh. Chúng ta là người một nhà, ta có ân cứu mạng huynh. Tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, tiếp theo huynh phải báo ân cho ta đấy. Để cứ nói, Thái Bạch Vân Sinh lập tức trả lời, không chút do dự. Ông đã sớm quyết định muốn báo ân, cho dù Phương Nguyên bảo ông xuống núi đao biển lửa, ông cũng không chối từ. Mấy ngày qua, lương tâm của ông chịu sự khiển trách nặng nề. Hy sinh cho Phương Nguyên khiến lương tâm của ông tốt hơn được một chút. Phương Nguyên nghiêm mặt lại, chuyện này ta đã sớm canh cánh trong lòng rất lâu. Đó chính là bối phận của chúng ta. Trước đó ta là đệ tử chân truyền của sư phụ, còn huynh bây giờ đã thăng tiên, cái sau vượt cái trước. Nhưng ta không phục, ta cũng là cổ tiên lực đạo, mặc dù biến thành cương thi, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ biến trở lại như cũ. Cho nên, dựa theo bối phận sắp xếp, ta là sư huynh, huynh mới là sư đệ. À, Thái Bạch Vân Sinh mở to mắt, ngàn lần không nghĩ đến Phương Nguyên trịnh trọng bảo ông báo ân. Kết quả lại là một việc nhỏ như vậy. Một sự cảm động dâng lên trong lòng ông. Phương Nguyên rõ ràng có ân nhưng không cần báo. Nhưng Thái Bạch Vân Sinh ông há lại là tiểu nhân không trọng nghĩa. Trong lòng Thái Bạch Vân Sinh cảm khái, xòe bàn tay ra, vỗ cái đùi cứng như đá của Phương Nguyên. Lông chân khô cứng khiến bàn tay của ông hơi đau. Một trượng cỡ 3m3 trên địa cầu. Phương Nguyên thân cao 2 trượng, cao khoảng 6 mét hơn, gần bằng một nửa người khổng lồ. Thái Bạch Vân Sinh cũng chỉ có thể vỗ vào đùi Phương Nguyên. Ông im lặng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, cười nói, sư đệ, bối phận là thứ sao có thể làm loạn được. Trừ phi sư phụ sắp xếp, nếu không, ta làm sư huynh là việc đã định rồi. Ha ha, Thái Bạch Vân Sinh cũng là người kiêu ngạo. Thiếu ân tình người ta, sao có thể dễ hoàn lại như thế? Này, Phương Nguyên quát to, phát tiết bất mãn của mình. Lão Bạch, tại sao ngươi là loại tiểu nhân như thế? Chẳng lẽ ngươi quên mất lời vừa mới nói à? Ta tuyệt đối không gọi ngươi là sư huynh. Các bạn vừa nghe xong tập 88 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.